bầu ở môi dây tơ hồng bên chân chân nâng dù bao xa khơi nghe thì à, quý vị khán giả ở tập trước á, Hậu mới hát có một bài à, mới đọc có một bài à, bây giờ để Hậu biểu diễn ha. Hậu Hậu khoái hát lắm á, giờ mới biết, bữa giờ nó đi thăm nó biết đi, nó làm diễn viên, nó làm ca sĩ mà. Trời ơi vậy luôn á hả? Được được được, rồi xong rồi nó có tiền á, nó đi làm từ thiện. Ồ vậy là mơ ước vậy đó. Dạ anh Trường, vậy là nhiều cái giống anh Trường quá trời rồi. Dạ, nó mơ ước là giờ à, giờ Hậu thích gọi anh Trường hay chú Trường? Chú Trường hả? Tính ra là kêu anh cũng được mà kêu chú cũng được ha. Chú đi. Thôi tại vì vậy, nếu vậy giờ thống nhất vậy nè, bữa nào mà chú Trường để râu vậy á thì kêu chú Trường, còn bữa nào mà chú Trường cạo râu thì gọi là anh Trường, hiểu không? Rồi có là ca sĩ Phúc Hậu giờ quốc bài gì? À Trung Hậu. Giờ bày một cây về một kỳ liên của. Cái đó là bên Kinh rồi con. Không có nghe được cái lệ. Nhạc không hả? Bài Kinh hả? Ừ. Nhạc hay Kinh? Bài Nhạc Kinh. Nhạc Kinh hả? Nhạc Kinh hả? Cái kia là bài Vô Thường phải không? Đây là bài Vô Thường. Vô Thường. Còn cái này là nãy là nói một gì? Một Kiền Liên. Phải không? Dạ. Kiền Liên hả? Một Kiền Liên. Rồi. Vô. Đức Thế Tôn Từ Bi xin chứng cho tâm thương mẫu thân đôi đời chịu ngục mình khổ đau mi vô gian nơi ạ à, thì linh hồn người khổ đau ngày thương mẹ hiền đỏ đời không ngày đói khát bát cơm thanh tịnh lòng con hiếu sinh để cho mẫu thân nô lục như nào ngờ hết được đâu cơm đưa chữ thấy miệng đã qua thành lửa thành còn đau lòng còn đau đớn sống sẽ biết sao lập đền tạm ơn khu sinh đức phật tử bi ban pháp phật như màu diệu di khu mẹ thọ a tê khổ đau. Trời ơi, còn kéo dài phút cuối nữa chứ. Ơi hỡi một kiền liên thơ cam thư cho người đây pháp du lên buồn đập nhìn mẫu của trợ mẹ cha thơ thiết trầm người cùng thật hình bao hơn mẹ cha chú lên buồn chính là ngày dầm tan bay chư tăng hồi về mười phương ngoài đức chư bi hay mau thiết cha cung dường và quy nhập ơn mười phương khu trơ một người thoát ác tỳ khổ đau trầm gian nhờ ơn không đơn của thế thương mẫu thân sanh về thiên cung sống nơi cõi trời anh vui phật pháp màu thì là diệu thai du là bồ tát là diệu di hết 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 rồi hết rồi rồi mệt không mệt nghỉ chứ bây giờ con nằm á à? Mấy con nằm á nằm con hát nó mới thoải mái hơn à. Con ngồi con ngốc vậy nó gần trời đó. Ơi biểu diễn cho Trường nghe mà mồ hôi chảy luôn ha Hậu hay chứ. Ủa mà sao mà nghe hoài thuộc hả? Trời ơi giỏi quá trời luôn hả vậy hả? Trời ơi đúng đúng là thiên tài thịt chứ. Một bài vậy là dài dữ lắm à. Nó nhạc chữ tình rồi nó qua là nó thuộc à. Nhanh lắm. Quá giỏi ha. Nó có cái đầu nữa. Giỏi quá trời. Nghỉ mệt xíu thì con nằm con hát á, con đừng có ngốc. Con ngốc lên nó mệt rồi con hát cái chữ nó không có rõ, con gồng. Con nằm á. Thôi hát nhạc trữ tình đi, hát kinh quá, nghe nhiều khi không gõ. Nhạc trữ tình luôn.
Nhạc tử thiện hát bài gì? Bài nhạc Hậu. Phim hả? Nhạc phim bài nhạc lâu đó là bài luật trời. Luật trời. Luật trời hả? Nhạc phim hả? Dạ. Ủa cái phim này mới chiếu mà em cũng thuộc nữa hả? Dạ. Trời đất ơi, nó nghe qua chừng 2-3 tập phim là nó thuộc hả anh trời? Thôi thôi, xuất sắc quá trời. Dạ. Đời như một dòng sông đồ ra biên cả con nước trôi này trôi theo qua bao tháng đời rồi đây con nước về đâu là người sống phải thật nghĩ đừng gieo nên tôi biết cho đây chặt ai sau này chết chính thân mình vì sao như nói sâu đã đừng để dòng sông chạy đi không nhớ khỏi ngủ sống mơ trên đời lúc trời nhưng quá ngày sao hay nhớ người ở đừng gieo thêm quan thêm sâu nhưng đất là đâu người sao ai chắc được đâu. Tôi kể người nghe đời là giờ đi một chuyện tình cây đắng lúc tuổi còn thơ thu dân thường mộng mơ đêm viết thật bài ca thơ ấy niềm vui như bươm trắng say đắm bên là như bông hoa nghề thương yêu gửi về nguyệt thế non nước xe không thể liền tan chuông đổ chung xa chiều tan từ về đêm cùng la chung bơ cuối nghèo được đi đôi bông hèn mùa thì lên không giờ người đi lưng cuối gặp nhau lan kèm nói thử mà nghe anh em yêu anh chắc từng nếu duyên không thật điệp ơi lan cách tóc quên đời vì anh nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh ghi đời than dở làm đau buồn quá khi hay điệp đã xây mộng bên gia đình ai nào biết cho ai đời quá chua cay xin đến lỡ gì ai bao nhiêu niềm vui cũng vui chôn từ đây vui chôn từ đây lỡ một cung đề phải chẳng tình đời lại nhung dây quá trái miêu gì thật yêu lan có thôi gì đâu sao dương vào sầu đau lan xong mơ tim như đã chết xin bóng cuộc đời đôi môi xinh phai tàn thương thấy trời nàng lìa xa nhưng thế nào thân cực từ bi vui chôn từ đây sao chị mệt không? Mệt chưa? Nằm nghỉ xíu đi thôi, được rồi, được rồi. Đừng hát nhiều quá mệt. Nằm nghỉ xíu đi. Để anh hỏi coi. Vậy là Hậu thích làm ca sĩ hả? Thích hát lắm. Thích hát lắm hả? Trời ơi, giỏi quá trời luôn á.
Vậy giờ cứ hát đi rồi anh thâu vô đây thì nghe lại, nghe nó đã không? Thấy mình trên tivi không? Lâu lâu ha, Hậu có smartphone không? Không. Không có hả? Trời ơi, vậy là coi YouTube bữa giờ là coi điện thoại của mẹ hả? Điện thoại, cái điện thoại cổ xài rồi cho. Vậy hả? Trời ơi, vậy là giờ hả để chú Trường hay anh Trường? Chú. Chú hả? Thôi để về anh cạo râu để gọi anh đi. Để về anh Trường mở tải lên tivi ha, rồi Hậu coi trên tivi á. Thấy không? Coi trên tivi là thấy mình hát rồi. Gì đó, luật đời rồi rồi Lan và Điệp rồi ha. Trời ơi. Xíu em gọi. Vậy là khoái làm ca sĩ. Rồi mình làm có tiền rồi đi làm từ thiện hả? Làm từ thiện. Hôm coi anh trên YouTube. Hôm nay mấy chú gửi liệt. Như đưa cái chú gửi liệt vậy. Hả? Cái chú vậy. Mai mốt đi khỏe đi rồi chân đi chân cẳng đi được á, cứng cáp rồi á, đi với lại chú Trường ha. Dạ. Cái hai chú con mình đi làm cái kênh ha. Dạ. Chịu không? Chịu. Chịu rồi. Ráng ăn uống rồi uống thuốc cho đều đặn đi. Rồi thông qua cái clip này á, quý vị khán giả thì quý vị khán giả nào biết thầy nào hay đó thì chỉ cho Trường hoặc là chị Hiếu mẹ của Hậu á, để cho Hậu có cái cơ hội cái cẳng nó duỗi được thôi là được rồi, là mừng rồi. Hậu thấy cái tay của Hậu không có gì khán giả, cái này mà đi thi paragame rồi là ngon luôn á, biết không? Hậu có biết cái mấy cái giải thi thể thao mà dạ. Của mấy người ấy không? Có đây cái bóng đá. À, bóng đá, khoái bóng đá hả? Có đây nó thi bóng đá. Mà coi hoài mà coi không hiểu. Thấy cái gì bóng đá mà coi hoài cũng hiểu. Có một trái bóng mà nó đá hoài. Kỳ ha, sao mà hâm mấy thằng mà vô giành nhau quả bóng. Thay vì vậy á, thì ha, mình cho mỗi thằng mỗi trái nó khỏi phải giành nhau đúng không? Cái gì đâu mà thấy công phượng rồi cái gì giành nhau một trái bóng là kỳ quá. Trái bóng đá hoài đá rồi. Ờ? Xuống được cái cùng thành. Sao ngộ thiệt chứ. Chú Trường giờ cũng không hiểu luôn á. Sống đi ngộ thiệt. Thiệt chứ. 40 mấy năm rồi sống trên đời này mà chú Trường giờ mới thấy cái vụ đó. Gì đâu mà có một trái banh cái nhỏ xíu cái mà dành nhau à. Ở đền người đá. Ờ, bởi vậy. Nó hiểu biết hồi nhỏ là mình đường nó coi phim mà ấy rồi nó biết khóc. Dạ. Nó coi dạ. Nó hiểu được trong trong phim. Hiểu nội dung cái tên chứ sáng dữ lắm á, Hậu sáng dữ lắm á. Nó hiểu được cái nó khóc khỏi làm gì khóc mà nó tội nghiệp. Tội nghiệp. Tội nghiệp tội nhân dân. Như cái bộ phim Dầu Tơ Của Cuộc Đời. Lật đời á. Không, Dầu Tơ Của Cuộc Đời. À, nhưng mà Hậu thích coi Lật Đời vậy, Hậu thích nhân vật nào? Tôi thích nhân vật nhân vật gì ta? Bà chị mà bị cái mặt bị axit đó hả? À, bị bỏng đó hả? Em của con bị tại axit. À, em ngủ nhỏ đó hả? Bên đời đã hiền. Hiền ha. Nhưng mà nó gặp nhiều trắc trở quá. Nó tin ai có quỳnh. Ôi trời, nhìn được cái tên. Anh nhìn được cái là quỳnh lan. Quỳnh lan anh đóng á. À. Còn trong phim đó là con gì mẹ cũng không nhớ. Cái con ấy đó. À. Ủa, mỗi lần mà tắm rửa là phải chị bồng hả? Dạ, ảnh nào mầm một chiều vậy, đi mầm về ảnh bồng xuống sau tắm. À. Về hơi tối thì nấu nước tắm, còn sớm thì tắm nước lạnh. À, vậy dạ. Hả? Hở tối quá thì sợ nó lạnh đó, phải nấu nước tắm. Dạ. Dạ. Còn sớm thì tắm nước lạnh luôn cho mát. Trời ơi, không ngờ là nay được nghe
Hậu ca sĩ ha, biểu diễn cho hai bài. Còn cái bài kinh nào nữa không? Bài kinh nào nữa không? Nãy là vô thường rồi gì đây? Đây con nghĩ nhiều quá rồi giờ hả, không có biết biểu diễn bài nào cho chú Trường nghe đây. Nhạc thì thôi đầy ở trong đầu luôn, bây giờ nó lộn xộn với cái giữa tân nhạc cổ nhạc cải lương rồi hồ quảng gì á. Đây là đi có ca hồ quảng. Hồ quảng luôn hả? Rồi ok quất luôn. Để con ca hồ quảng. À, để nghe hồ ca hồ quảng nghe. Mấy cô mấy bác nghe mấy bà đó thôi nha, hồ hát thôi. Tao. Tao hát coi. Vậy vì cứ cho tôi lớn lên nó mịt mờ. Dạ xanh đang tấn công lại. Khôi bờ bầu trời tan tộc quê hương mình đau lòng lối đi chiến tình lứa đời lìa xa dương trong cái chiến thế sông hồ dây dùng là chính nhân dây chung quan hệ thọ vụ vì quê hương gió xương không là nào lòng chạy đi chiến tình lứa đời đi chiến tình không liệt tình mình sẽ giúp đi nhân đời không phôi phật giữa mãi quê hương anh chờ mong đời chờ tình phụ là phụ kim hôm có nhớ có thương mộng người đi đừng vụ chi để thân qua gậy hao một tình đôi ta sẽ như trang trọng đêm gần lâu chung thi tiếp trao cho trẻ thân đời buông không đến trang phân son như phá dù nồng huỳnh tư kinh giật hùng mạnh trang đi khu non sông giết dần bầu tật mỗi giây tật hồng bên chặt chặt nâng dù bao xa khớt nghe thì lý ai nơi chụp chân không đâu nhờ thân này bên nhau chẳng trông như bà khá rồi. Hai quá hay, quá giỏi luôn. Thôi được rồi, đừng có ca nữa, nó mệt phải không? Mệt không? Mệt không? Một ngày vậy là mình ca mấy bài? Có khi buồn chứ em. Có khi buồn nằm ở nhà ca vậy đó hả? Thôi nói vậy thôi chứ nghỉ ngơi đi ha. Rồi chú Trường về thì cứ bữa nào mà rảnh rảnh thì có cô chú gì gửi quà gì đó thì chú Trường chạy lên ha. Ráng anh uống đi rồi uống thuốc đều đặn, rồi gặp thầy gặp thuốc thì mình cái chân mình đỡ rồi mình thực hiện tiếp ước mơ ha, làm ca sĩ rồi đi làm từ thiện với lại kiếm tiền đi làm từ thiện với chú Trường. Để xây những người nhà cho mấy người nghèo. À, đi xây nhà cho người nghèo ha. Rồi kính thưa quý vị khán giả, cái tập trước á, Trường tới để trao tiền cho bé Hậu đó thì do cái dung lượng nó bị dài quá nên là Trường cắt qua cái tập này. Thì tập này chủ yếu là để cho Hậu nó ca cho vui vậy đó. Thì cái hoàn cảnh của bé Hậu thì như tập trước Trường đã nói là một thanh niên năm nay 17 tuổi, Hậu bị bại liệt ngay từ nhỏ. Thì sau cái thời gian kiên trì tập vật lý trị liệu đó thì cái chân của thằng bé nó duỗi được. Sau đó thì một lần đi cái nó gọi là cái gì, đi bấm huyệt ha, đi bấm huyệt thì không biết là do ảnh hưởng trực tiếp từ cái đó hay là sao mà cái chân của Hậu nó bị co rút vậy này. Đó, nó rút ngay sát vô hậu môn vậy đó nên là mọi cái sinh hoạt của Hậu á nó trở nên khó khăn. Với hai nữa là cái sau cái lần đó cái giọng nói của Hậu nó cũng không có được dễ dàng như trước, giờ nói là phải gồng mình dữ lắm.
Đó, thì quý khán giả nào mà có biết thầy hay nào thì chỉ cho Trường hoặc là liên hệ trực tiếp với mẹ bé Hậu để chỉ cho mẹ bé Hậu ha. Mẹ bé Hậu là chị Hiếu, chị Hiếu sẽ đọc số điện thoại cho quý vị khán giả liên hệ ha. Dạ, số điện thoại của em là 0344882283. Dạ rồi, cảm ơn chị Hiếu. Đó, quý vị khán giả thì Trường xin kết thúc video ở đây và cũng mong là bé Hậu của chúng ta sẽ gặp được một thầy thuốc giỏi, sẽ có một phép màu, sẽ đến với bé để bé thực hiện được các cái ước mơ mà bé đã nãy giờ tâm sự với quý vị khán giả. Trường xin kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt quý vị khán giả. Hậu bye bye khán giả coi. Bye bye.